Tuấn nói vẫn nhanh nha, Tuấn Tuấn nói từ tốn thôi. Nếu mà người ta phỏng vấn mình á, mà mình nói nhanh như thế này á, cái người phỏng vấn của mình á là họ bị choáng hay Tuấn Tuấn ha. Con nói bình thường thôi nha. Ví dụ như mà con dự buổi phỏng vấn Lâm cho biết là người ta phỏng vấn trực tuyến hay là trực tiếp ở Việt Nam, hay người ta từ ở Đức người ta phỏng vấn trực tuyến về vậy Lâm? Phỏng vấn từ Đức trực tuyến về ạ. À, vậy trực tuyến là nói cũng còn hơi khó nghe chút, cho nên là nếu mà rút kinh nghiệm Tuấn mà sau này á, mà có phỏng vấn thì cũng nói người ta Mr. Lăng Sàm là ngài làm ơn nói chậm lại ha, trực tuyến là khó nghe hơn là nói trực tiếp á. Vì kiểu con nói ở trên lớp kiểu câu ấy kiểu như là nói với nhau kiểu nói quen mồm nó sẽ nói như thế. À, thì con quen mồm con nói như thế cũng tốt, nhưng mà chú chỉ nhắc con vậy thôi. Nhiều khi mình nói nhanh mà cái âm tiếng Việt của mình á, âm tiếng Việt mình phát tiếng Đức nó không chuẩn đó, cái người phỏng vấn của mình á, họ nghe họ chối họ không hiểu, tôi biết không? À, thì con chỉ chú ý là con học trên lớp con nói nhanh như con muốn, như là cái thói quen của con, nhưng mà lúc phỏng vấn á mình nói làm sao thật rõ ràng để cái người ở bên phỏng vấn đó là họ biết cái ý mình nói gì. À, chú nói thế Lâm có thấy là đúng không Lâm? Dạ đúng ạ. Vâng ạ, Bởi vì cái người phỏng vấn họ rất muốn biết là mình nói cái gì, cho nên mình cố nói làm sao nó rõ ràng. Nếu mà có sai ngữ pháp một chút cũng không sao. Ví dụ mà mình quên chia cái động từ đó, mình nói nguyên thể luôn cũng được. Các con đừng có quá lo lắng điều đó. Người ta cũng biết là mình học tiếng Đức, mình người nước ngoài, mình chưa thể nói chuẩn như người Đức được. Nhưng mà cái quan trọng là mình nói làm sao cho họ hiểu á, họ biết á là mình muốn gì á, là cái đó là họ sẽ chấm điểm mình đó ha. Mọi người nhớ điều đó ha. Rồi hai con trao đổi tiếp đi, cái đó là chú chỉ nói kinh nghiệm để mình có phỏng vấn á thì mình làm sao lấy được điểm ở bên phỏng vấn ha. Trao đổi tiếp đi nè, còn nhiều vấn đề lắm, anh chị em rồi bạn thích ăn món gì, bạn thích có thích đi du lịch không, gia đình bạn làm nghề gì, bố mẹ bạn làm nghề gì, anh chị em học lớp mấy gì đó, nhiều đề tài để mình nói tiếng Đức với nhau lắm ha. Một người thì ở Hải Phòng, một người thì ở Hà Nội, thì nói thời tiết của chỗ bạn như thế nào, có mưa gió gì hay không đó, chúng ta có rất nhiều dữ liệu để trao đổi. Chúng ta cứ trao đổi với nhau, chờ bạn Quỳnh vào thì chúng ta sẽ ôn cho bạn Quỳnh. Bây giờ bạn Quỳnh là tuần sau thi A1. À, thì bây giờ chúng ta cứ trao đổi, nghĩa là hai con cố nói với nhau tiếng Đức càng nhiều càng tốt. Mà thường như thế này nè, chú biết là hai con á muốn nói lắm, nhưng mà cái vốn từ bây giờ nó bay đi đâu á, khi mình trực tiếp nói chuyện vậy tự nhiên vốn từ nó bay đi hết á. Cho nên á là rút kinh nghiệm á là mình phải ghi ra giấy sẵn những cái đề tài gì mình sẽ nói, phải không? À, khi mà mình vào một cuộc nói chuyện như thế này trực tuyến mà mình không biết nhiều tiếng Đức á, thì mình phải chuẩn bị, chẳng hạn như mình viết là mình sẽ hỏi bạn ấy là bố mẹ làm cái gì, bố mẹ bao nhiêu tuổi, hay là anh chị em có bao nhiêu người, bạn ấy thích đi du lịch không, chỗ nào bạn thích đi, mình ghi ra những thế á, thì khi thế này á, là mình nhìn vào cái đó nó giống như là một cái gợi ý cho mình á, thì mình sẽ không, mình nếu mình ngồi im thế này là chú biết là trong đầu đang nghĩ là hỏi cái gì ta, lấy từ gì để hỏi ta, sắp xếp như thế nào ta, thì như vậy mình sẽ bỏ mất phí cái cơ hội là mình nói được nhiều ha. Giờ bình tĩnh chưa? Ổn chưa? Thì chú là người phải gợi ý, khi mà các con bí là chú phải gợi ý đó. Rồi bây giờ chú gợi ý rồi đó ha. Có nhiều đề tài để mình nói lắm, là bạn thích ăn món gì rồi nhiều thứ ha. Có khi nào bạn đến Hải Phòng đi tắm biển không gì đó. Còn bạn kia hỏi là bạn có đến Hà Nội chơi không, bạn từ trong Nam ra, bạn thấy khí hậu ngoài đây thế nào, bây giờ đang nóng nực hay lạnh, sau đó có ảnh hưởng tới cái thói quen của bạn không đó, nhiều thứ để mình hỏi lắm. Mà các con cố nói được hai câu nghe, nãy giờ mình nói câu một không à, cố làm sao mình nói được hai câu. Nhất là Lâm, con đã học B1 rồi, con biết cách nói hai câu, con có rất biết rất nhiều mẫu câu rồi, ở thì perfect nữa, các con sử dụng thì perfect nữa. Chú gợi ý đó ha. Is that better in Hello?
Nếu Tuấn chưa hiểu thì con nói bạn lặp lại. Tuấn thì đang ở A1.125 nha, cho nên là vốn từ của bạn chưa có nhiều, bạn nói cũng chưa có nhiều như con, thì con phải chịu khó kiên nhẫn một chút. Has to Emitter. get bitter. Tuấn hiểu case vector là gì không? Case vector. Dạ. Có, bạn có chị gái không? Case vector là anh em, có anh em không? Ha. Còn khi nào mà nói là sweater mới là chị gái ha Tuấn ha. Nếu dùng case sweater là anh em, là có chị gái, anh gái, em, anh trai, em gái, tức là anh chị em. Còn nếu mà nói là has to sweater thì lúc đó mới hỏi là bạn có chị hoặc em gái không ha. Ở đây dùng case sweater là nhiều hơn nữa, là có cả anh em luôn ha. Tuấn nhớ hai cái từ đó nó hơi khác nhau một chút ha. Ở đây bạn hỏi con là case sweater thì con trả lời nếu mình có anh chị em á, thì mình cứ nói da, kể cả là chị gái, có mỗi chị gái hoặc em gái mình cũng nói da, vẫn là đúng ở case sweater ha. Rồi con trả lời lại đi, rồi con hỏi luôn, con nói luôn hai câu liền luôn, chẳng hạn con nói da, con nói là to có mình có chị em, anh chị em, thì con nói luôn là có bao nhiêu anh bao nhiêu chị, đó là mình nói liền hai câu, con biết không? Rồi mình muốn nói câu luôn ba câu, mình nói là chị tôi bao nhiêu tuổi hoặc em tôi bao nhiêu tuổi, còn đang đi học lớp mấy, đó là mình nói nhiều câu lên, chứ mình nói một câu không á thì mình sẽ không có thói quen nói nhiều câu ha. Vâng ạ, con chưa nói được nhiều câu như thế, À, thì nói con câu câu một với câu hai. à, thì con nói con sẽ nói hai câu, rồi con phải tập nói hai câu, rồi từ từ con nói nhiều lên ha. Mình phải đi từng bước, chứ giờ mình bước vô bốn câu liền mình bước không được rồi đó, không đủ vốn từ, với lại là cái não mình nó không có quen nói, mình suy nghĩ rất là lâu. Giờ con nói thử hai câu, con nói là tôi có anh chị em bao nhiêu, chị bao nhiêu, em bao nhiêu anh đó ha. Không có anh thì mình chỉ nói là mình chỉ có một chị hoặc một em thôi đó. Isaber Einer Spetter. Có một chị gái ạ. Thì Anna Sweater đúng rồi, nói si chị ấy bao nhiêu tuổi luôn á, nói luôn, nghĩa là mình nói được câu thứ hai. Minor Spetter. Rất un Svansit Con dùng thiếu động từ, nói động từ vô. Yeah, my have a sweater chú. Không, con nói hồi nãy con nói là chị gái của con 26 tuổi đúng không, nhưng mà thiếu động từ. Con biết là con nói con bao nhiêu tuổi đúng không, con nói có động từ trong đó. Giờ con nói chị gái con bao nhiêu tuổi, con cũng nói có động từ trong đó. Con quên nè, bây giờ chú nhắc ha, bây giờ con nói con bao nhiêu tuổi, nói xem nào. Vậy thì chị gái 26 tuổi thì nói làm sao? Đó, bây giờ con nói có động từ is rồi đó, mà nãy con nói là thiếu động từ is, phải không? Cho nên chú nhắc con. Đó, nghĩa là bây giờ con thấy con nói hai câu đâu có khó đâu hả? Con thôi nói thử liền hai câu xem nào. Con nói là tôi có một chị gái và chị ấy, con có thể dùng cái từ thay cho chị ấy, đặng cái câu của mình nó không có hai lần minus vector, phải không? Đấy, con biết cái từ đó ha, đại từ nhân xưng đó. Con nói hai câu liền như thế này nè. Tôi có một chị gái, chị ấy 26 tuổi rồi đó. Bây giờ nói hai câu xem nào, đâu có khó đâu. Is have a ice vector.
Einar, 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 bị chị gái là giống cái hả? Xong rồi mình dùng đại từ nhân xưng thay cho minus vector. Là Đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số ít ở bên nữ. dài nhiều nhiều Bây giờ con đọc lại đại từ nhân xưng nè. Từ trên xuống dưới, từ ngôi thứ một tới ngôi thứ ba xem nào. mai mai dài dài Không, cái đó là sở hữu cách, còn đại từ nhân xưng á, tôi nè, bạn nè, à. đó, cái đó là đại từ nhân xưng đó. Do air Đó, bây giờ đại từ nhân xưng của chị gái con sẽ là gì? s Rồi bây giờ con nói câu thứ hai. z z is rất cool cho ra. Thôi được 10 điểm rồi, chuẩn rồi đó. Nếu mà phỏng vấn vậy là người ta đậu cho đậu rồi ha Tuấn ha. Bây giờ con thấy nói hai câu đâu có khó đâu ha Tuấn, tại con chưa quen nói thôi, con chưa quen nói, con chưa quen nói, chưa quen cách sử dụng đại từ nhân xưng đúng không? Khi mình nói một cái nhân vật nào đó ở phía trước rồi thì ở phía sau mình, ví dụ minus vector, thì đừng nhắc lại minus vector nữa, mà mình dùng đại từ nhân xưng là she is Z thì nghe cái câu của mình nó hay hơn đúng không? Bây giờ con thấy là nói hai câu ổn không? Là nói hai câu này mà kiểu con nói chưa quen luyện nhiều thì cảm giác nói ổn, kiểu nói thì mình có tí kiến thức người ta đánh giá mình ấy hơn à. Thì đúng rồi đó, tại vì mình ít nói chuyện quá cho nên mình không quen nói hai câu, mà mình cứ nói câu một đúng không? Khi mình nói chuyện nhiều á thì mình sẽ nói được hai câu. Bây giờ Lâm con nói hai câu cho bạn Tuấn nghe xem nào. Tuấn hiểu bạn ấy nói gì không? Bởi vì á là bạn Lâm nói ở trình độ B1, bạn Tuấn ở A1, bạn Tuấn hiểu được bao nhiêu nào? Nói chung nghe, hiểu được bao nhiêu? Năm ấy bảo anh ấy có một đứa em trai. Vì vì sao ấy, con không nghe nghe rõ. Bây giờ Anh Lâm ấy nói là một lần cho em nghe. Lâm Lâm nói rõ ràng hơn, nói cái từ nó rõ ràng hơn chút, không nói nhanh quá. Nói như thế là so với trình độ của Tuấn là con nói hơi nhanh, mình nói rõ hơn chút. Each Saint Jerrican Scooters. Air is a thriller. Tuấn nghe ai nền không? Richer có nghe không? Quá nhưng Nhưng là con lẩm cẩm chỗ chỗ da da Rex và da Richter đúng không? Vì bạn ấy chia nó ở cách 4, bạn ấy chia ý xã bình ai nên nữa là ở cách 4 rồi, sen da Richter là bạn ấy chia, cho nên là con chưa học tới cái chia nhiều như vậy, cho nên là con lẩm cẩm. Nhưng mà con phải đoán chứ, mình nghe, mình qua Đức á, mình nghe người Đức nói mình cũng phải đoán nhiều ha. Thì con phải đoán, con nghe được là sen là con phải đoán là mời đúng không? Mình nghe mình phải đoán ha. Giống như mình thi lần trước, mình thi thử A1, mình luyện thi đó, A1 đó, là khi mà bạn Quỳnh mở cái đề lên thì các con nghe các con cũng đoán nhiều đúng không?
Thì bây giờ mình nghe mình phải đoán nhiều đó, đó là bạn ấy nói hai câu và bạn ấy nói ở cách cho nhiều cách bốn vô, bạn ấy là thêm là I nên và thêm là yeah, ngơ, thì cái đó là các con sẽ từ từ được học tới. Nhưng mà giờ con cứ nghe, mình nghe không tới thì mình đoán ha, ok không? Bây giờ con hỏi bạn Lâm luôn đi, thấy bạn có chị em gái không? Hồi nãy là bạn Lâm nói là bạn ấy có em trai, bây giờ con hỏi luôn để mình phải tìm ra dữ liệu để mình nói ha, coi như mình ngồi mình nói chuyện với nhau vậy đó, mình hỏi luôn đó ha. À, giống như là bây giờ nói à bạn ấy có em trai, bây giờ nếu bạn ấy có em gái hay chị gái gì thì mình cưa cẩm mình làm em rể chẳng hạn đó, cái đầu mình phải nghĩ ra để, chuyện để mình nói ha đó. Bây giờ con hỏi đi nào, cứ nói chuyện như ở Việt Nam bình thường nhưng mà mình nghĩ cái ý bằng tiếng Việt nhưng mà mình nói bằng tiếng Đức ha. Do I and brother?